Xin chào các bạn nha, hôm nay chia sẻ với các bạn cái máy mài đa năng chế từ cái gác ba ga cũ và cái bình ắc quy của xe máy đó các bạn. Thì cái máy mài này rất là khỏe nha các bạn, nó sử dụng motor 775 đó các bạn và sử dụng nguồn điện 12V ha, nguồn điện của bình ắc quy đó các bạn. Học hả?